阳之声广播电台，调频101.5兆赫节目。越南之声广播电台，调频105.5兆赫节目。本节目免费。Listening to VOV 24/7 English program on the 4th of M. In the rest of the show, 15 minutes ago. Nhằm tạo cho mặt tiền nhà một cái nhìn độc đáo, tạo ấn tượng đáng nhớ trong mắt người nhìn. Đây cũng là chủ đề mà tạp chí kiến trúc hôm nay đề cập đến quý vị. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung này trong ít phút nữa nhé quý vị. Ngoài ra chương trình hôm nay chúng ta còn có một số nội dung đáng chú ý khác như sau. Chuyên mục không gian sống đẹp chia sẻ với quý vị những xu hướng thiết kế lối dẫn vào nhà đang tình hình hiện nay. Chuyên mục góc nhìn kiến trúc giới thiệu đến quý vị công trình kiến trúc nhà nguyện và tập Hồ Chí Minh, cổ nhất tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với niên đại 200 năm tuổi. Và trước khi đến với những nội dung chính thì Minh Du và Thủy Tiên xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi với âm nhạc nhé. Và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần. Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều. Vậy trước khi cùng bàn luận về vấn đề hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe một số thông tin sau. Bây giờ thì suốt ngày cũng đang kéo liên tục. Vòng 1 tháng 4 rồi, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tập trung tại đơn vị đăng cai để tính điểm xếp hạng. Các trận đấu của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2021 sẽ diễn ra tại hai địa điểm là sân vận động Thanh Trì và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Hôm qua trên sân vận động Bình Dương, Học viện Multifoot đối đầu với U19 Quốc gia 2021 và dễ dàng có chiến thắng đậm với tỷ số 5-1. Ở trận đấu muộn cũng của bảng C, tuy sớm bị dẫn trước nhưng cú đúp bàn thắng của Võ Công Minh đã giúp U19 Đồng Tháp ngược dòng thắng U19 Bình Định với tỷ số 2-1. Lễ hội, các di sản văn hóa ở địa phương gắn với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chú trọng nâng cao tầm vóc của các sự kiện lễ hội độc đáo của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa để thu hút phát triển thương mại du lịch, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh.